Rồi bây giờ tới phiên bò lá lốt nha các bạn. Hello, bữa nay mình làm bò lá lốt với các bạn. Có làm bò lá lốt. Giờ mình đi cắt lá lốt nha. Lá lốt à, có cây này tươi dễ sợ không, xanh tươi ngon lành ha. Đó, cắt lá lốt nha. Quá trời luôn. Quá trời lá lốt nha. Như làm cái tỏi nha. Làm đồ ăn nhanh, chuẩn bị cho lá lốt. Bỏ lá lốt gia vị đấy, nêm như bỏ lá lốc. Chia gì còn khá lắm. Này có đậu phộng ha, không có để ăn, ăn nhắm đi nhắm rượu hả? Nhắm đi. Nhắm đi hả? Cái này sả ha, hành ha, hành tím, hành cái này gì, tỏi, đồng hồng, vậy thôi. Rồi lấy lá lốt ra mình uống.
mình hái sao sâu vô mình vô không hay là nó già quá bỏ, nó già quá bỏ, cắt tới đây, cắt xé cái nó luôn hả? Rồi rồi sao mình nó ghim bằng cây ấy, có ghim không, có cây ghim không? Cái đó cái chứ dùng cái đuôi nó lụi vô mà phải không? Không hả? Không, mình xài mình có cây lụi, cây lụi tâm á, cây tâm rồi. Nó không có mình ra mình chặt lá dừa. Bên nhà mình có, mình có trồng. À, nhà mình có trồng dừa mà. Trồng dừa. Ta chặt năng mấy cái năng dừa. Năng dừa ha. Chơi luôn ha. Bò ấy. Thịt bò ha. Bây giờ do cái mùa bắt đầu vô mùa đông rồi, lá này nó không được tươi, nó không được tươi bằng cái mùa mưa ha. Mùa mưa lá này là tươi lắm. Hôm ở Mỹ mà có trồng lá này là có ăn là ngon lắm rồi. Chê rồi không có luôn á. Chê nó không mọc là nhịn ăn luôn. Hơi buồn buồn hai thằng làm đồ nhậu cho vui. Yeah. Trộn heo với bò vô chung với nhau rồi. Thì heo thì nó có mỡ mà bò nó không có mỡ. Nên mềm mịn thịt kia. Cho nó mềm. Định là tìm mỡ heo thôi. Mỡ này nó đã bằm sẵn mà. Bằm sẵn nó có chung rồi. Này nó xay rồi. Thịt nó xay. Xay chung. Mà chung mình lại thì thịt mỡ nhiều quá ăn không có. Không có tốt lắm cho nên bớt lại thì tốt hơn. Vậy nhìn đâu rồi. Giờ vừa làm rồi thấy đánh đáp. Hưởng không? Có hưởng. Có làm có hưởng. Giọng mình đấy ha. À, giờ nó cũng được. Cái dầu cho nó mạnh là cho nó nướng khỏi bị cháy ha. Để cho nó mềm thịt. Không có dầu lát nướng khô thịt chứ. Mình thôi mình còn dùng dầu mình tha bên ngoài nữa. À giờ cái lá phải trái em.
tư này, nước tư này, nước tư này, nước tư gì? Nước tư chấm, chấm. Nước tư nó ăn này. Đường không? Dạ. Yeah. Đường. Xíu đường, xíu muối hả? Dạ. Muối mặn không? Mình thường thường ít khi bỏ muối lắm. Muối mặn. Cũng khó, ít khi bỏ đường, ít khi bỏ muối. À, muối với đường, nước tương là được rồi. À, cái muối với đường muốn bột nêm không? Nêm được. Bột nêm. Dầu hào mình có. Không, cũng không thích ăn dầu hào. À, đây là muối, đường. Xúc gác, nhớ tiếng Anh là xúc gác là đường á trời. Sugar, sugar. Nhớ sugar. Xúc gác là đường. Bởi vì Việt Nam mà nói tiếng Anh có trời mới hiểu, không ai thể hiểu nổi luôn á. Xúc gác. Vì Thanh Vinh Việt Nam mới qua rồi chuyên nghiệp làm bò lá lốt ở Việt Nam. Bữa đi làm hai thằng làm ăn cho vui. Việt Nam thì đậm đà lắm. Người bên Mỹ chắc bớt mặn đường lại thôi. Việt Nam thì làm đậm đà. Đậm đà hơn nữa. Ở Mỹ thì mình cố gắng bớt đậm đà. Đậm đà quá nguy hiểm. Muốn gì? Rồi, này, để ướp khoảng 15 20 phút ha. Là mình nướng là vừa ha. Ok. Rồi đó. Giờ ướp xong rồi. Vài cọng lá dừa làm nang găm đó. Rồi cắt lá dừa vô ăn bò lá lốt. Đâu các bạn biết tại sao mình phải cắt lá dừa ăn bò lá lốt. À, đây đủ rồi. À, ok. Chút rồi. Cầm mang cái lá chuối vô để mình làm cái gì đó. Ok, để mình cắt tàu chuối về làm cái đồ quét quét dầu đúng không? Rồi còn lá chuối đó mình rửa đi rồi mình làm cái gì? Bàn nhậu. À, hai thằng xử 20-30 cái chứ vừa đủ rồi hả? Rồi kêu hàng xóm tới ăn, có ai rảnh nữa kêu tới ăn luôn cho vui nha. Đó. Lá dừa lấy cái lá dừa. Ok. Rồi, xong rồi mang đi rửa nha. Xong rồi ghim nó vô. Truyền thống Việt Nam là đó là người ta làm bằng này không á. Thôi truyền thống á. Ghim này kia là làm bằng này. Nào, sao đó, lại mới có tâm tre. Dạ, đâu có tâm tre đâu, ngày xưa đâu có nghĩ tới tâm tre đâu phải không? Là người ta thấy làm tiền lắm bà già xưa là chưa có bánh này mà gài bằng tâm này. Tâm dừa này là cách truyền thống thực sự luôn nha, mang qua tới Mỹ sử dụng luôn nha. Sau này mình có tâm Trung Quốc rồi, tâm tre Trung Quốc. Tâm tre này.
bữa nay làm bò lá lốt là rất là đặc sắc. À, mình đang là chuẩn bị cái lò nướng này. Đó. Lò này là ba cháu rồi của Việt Nam luôn nè. Đó. Nướng mấy lần rồi giờ chỗ này nó dính trà rửa nó không đi nữa. Rồi ok. Giờ thổi lửa nha các bạn. Thổi lửa lên là rồi, có lửa rồi. Một ngọn lửa. Có mùi thơm rồi, mùi thơm của than. Giờ mình gói gói cái lá lốt nha. Lá này lá lành đùm lá rách nha các bạn. Lá rách đùm lá tả tơi. Dạ quá này. À, yeah, lá lành đùm lá rách xong rồi. Có như đây. Nhỏ mình cũng nhỏ. Nhỏ cũng nhỏ lớn lớn. À, là lá dừa. À, lá lốt. Cái này ướp được nửa tiếng rồi đó. Bây giờ đó làm cho nó như cái này như này. Rồi tiếp tục lá lành đùm lá rách. Lẹ dữ vậy chứ. Cái này hơi hơi nhiều thịt rồi. Bớt 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 ra. Nhiều quá không. Không được. Này ai gói cái nào ăn cái đấy. Cho nên mình dùng tay của mình luôn. Yeah, nó lộn lộn bên rồi. Cái này đúng là phải nằm bên trong mà giờ nằm bên ngoài rồi. Sao? Rồi sao nướng nướng nó chín ăn được hết đúng không? Đâu cần bên nào cũng được đúng không? Kiếm mấy cái lá lớn lớn nó dễ gói sao. Đưa cái lá này ra thì cái màu nó đẹp hơn chút nữa. Ừ.
nằm bên trong rồi không cần biết. Muốn ăn thì lên vào bếp nha các bạn. Như mình sang bắt hái lượm ăn mới ngon. Cái nhà lá vườn, cái nhà lá vườn nhìn mà ngon nha các bạn. Các bạn hỏi tại sao hai này nó rảnh không có không có đi làm gì xong mà rảnh mà làm công chuyện này, ăn 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 bò lá lốt này. Xin thưa với các bạn là hai tôi không có công ăn việc làm với các bạn. Có công ăn việc làm là người ta đi làm, còn này hai tôi không có công ăn việc làm cho là hai tôi ở nhà làm đồ ăn ăn. Dạ nuôi. Hàng tôi có người yêu nuôi thôi. Không có công ăn việc làm khổ lắm ai ơi. Giờ phải tự làm đồ ăn này đâu giống như các bạn đi chợ mua đồ ăn khỏe ha. Chịu khó giống như mình ăn cầu vậy đó, tại vì cái này hơi già mình không được no không. Ừ. Ăn cầu vậy đó, nhai đó, đã già chịu khó nhai, nhớ gì lá này hơi già, cộng lá già cái nữa, hai thằng cộng lại rồi thôi. Củ bươi cái này, củ một cái nó đã. Ở đây thì cũng vậy thôi, tại vì cái mùa này á, nó không có mưa, mùa này mùa thu rồi, gần qua tới mùa đông rồi. Trời ơi, bển tụi em nghe cái vườn nhà gần 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 chỗ tụi em đi ra ruộng á, trời ơi cái vườn đó người ta trồng đi mà đạp nó thơm lắm. Mình không có mà ăn, người không có ấy, đi khi ra chợ mua, còn người ta trồng á nhiều quá, nó bò dài dài bò ra khỏi vườn người ta luôn. Rồi tới đường đi luôn. Rồi khỏi giường luôn. Lá nhỏ cũng không có dài như liếp được. Lý do mình bỏ bên cái mặt trái này thì khi mà mình cuốn thì cái lá nó nhìn nó đẹp hơn mặt phải, nó láng lên thì nó bóng hơn, nhìn thèm hơn. Cũng là đẹp nhất trong đời. Đẹp. Cái này của mình cũng đẹp nè, thấy không? Vô thấy không? Quá trời đẹp mượn, luôn. Gói tém nó dễ. Cái này. Cái gì à? Nói đẹp quá nó bung ra rồi. Không dễ đâu. Hai lá vậy mấy bà già ăn cầu. Nhai cái sọt. Mình nướng nó lên là nó rồi nó béo hết rồi, nó giòn rồi, đừng lo. Cho bộ ngủ thằng được hai sau rồi hả? Xong rồi ăn mà ngon rồi làm tiếp. Còn nhiều thịt.
thịt bò trong trong tủ còn đầy. À, còn nhiều thịt. À, ok. Nhưng mà bảo đảm các bạn là rất là ngon nha. Đây là cái cây chổi, Cây cũng chút cây chuối đó cây cọng chuối hôm nữa, nay mình có làm cái lo cây rồi chổi để quét, chuối trong vườn có trồng đó để mình quét dầu nha các bạn. Ở xứ Mỹ mà có thể làm được cái cọng chuối mà làm, thay vì mình làm mua cái chổi gì mình quét thì nhìn thấy nó giống cái chổi quét nhà quá. Bây hoặc là cái giờ cò sơn cái cọ sơn giống như sơn nhìn nhà tương quá, lai quá thì đó bây giờ mình dùng cái cọ này bằng cây chuối, tàu chuối nha các bạn. ở chuối Đó, à. mình thấy lá chuối mình, xong mình quét vô như vậy. Ồ, đó, Nó quét nói dầu tiếng Việt vô mà phải phải đưa lên tiếng Anh thì tao mới hiểu người tiếng Anh nữa hả? nè, Thì sao bình á nè, không biết tiếng Anh chú ơi. xin nói là cái chuối Bình á không nè sao là, này bình tiếng á nè Mỹ là thôi chuối, nói tiếng mà Mỹ không biết cái tàu chuối Spanish tiếng bình á nè, sao bình la lần chẳng hạn đi. như chú vừa mở cái clip nào mà Đó. ra mà nói tiếng Anh thì tôi là tắt ngay không còn không À, bây giờ nói tiếng Việt đi xem chứ. như con vợ bây giờ là con mà không Đó. hiểu tiếng gì vô là Cách này lấy cái luôn tàu chuối để làm nghe. không biết Đây là rất là lạ. nó tắt máy liền đó nó không xem đâu muốn ta xem là phải lồng tiếng vô